Em xin chào tất cả các bác đam mê điện mặt trời đã quay trở lại kênh Thanh Tùng Solar. Trên đây em là một mẫu máy bơm nước chuyên dụng để tạo oxy cho hồ tôm, hồ cá các bác nhé. Bộ sản phẩm này thì bên em lát nữa sẽ một gửi cho một khách hàng. Trước khi gửi thì bác có nhờ em là hướng dẫn cách đấu nối cái bơm này. Thì với cái bộ sản phẩm này thì cách sử dụng nó cũng khá là dễ dàng thôi các bác. Kết cấu của mẫu bơm này thì có thể chạy điện trực tiếp với ắc quy 24V. Hoặc là có thể chạy trực tiếp với những tấm pin mặt trời mà không cần qua thiết bị trung gian các bác nhé. Chuyên để các bác sử dụng ở những khu vực xa nguồn điện hoặc là nơi không có điện. Kết cấu của cái mẫu bơm này thì nếu anh em có sẵn những cái tấm pin mặt trời thì anh em có thể kết hợp trực tiếp với việc sử dụng với những cái tấm pin mặt trời thì các bác tiết kiệm 100% chi phí điện năng các bác nhé, không tốn điện. Và đặc biệt ấy là mẫu bơm này sử dụng điện áp DC, điện áp nhỏ thôi. Thế nên là các bác yên tâm là không lo bị điện giật. Đấy, nó khá là an toàn. Nhất là những cái dòng máy bơm nước tạo oxy anh em sử dụng điện 220, sử dụng một thời gian dài, ví dụ dây để dây nước ấy, nó bị oxy hóa, dây nó bị hỏng, nhiều khi nó bị dò điện ấy, rất là nguy hiểm. Với việc sử dụng cái dòng bơm này thì các bác yên tâm nhé, cực kỳ an toàn luôn. Đấy, và rất là bền. Đấy, bơm này có công suất là 370W các bác nhé. Lưu nước đầu ra của nó là 15 mét khối một giờ. Đấy, chuyên dùng để tạo oxy cho hồ nước, hồ tôm, hồ cá. Đây là cái bộ sản phẩm đấy các bác nhé. Nó sẽ đi thêm một cái phao này. Đấy, cái phao này nó sẽ giữ cho cái bơm sẽ nổi trên mặt nước các bác. Lắp đặt thì rất là dễ đấy các bác nhé. Đầu tiên anh em sẽ lắp cái phao này vào thân bơm để nó giữ cho cái bơm nổi này. Tiếp theo đó thì anh em sẽ lắp cái chia nước này để nó sẽ chia các tia nước ra để tạo oxy. Đấy, lắp rất là dễ đấy các bác. Đi theo bơm thì dây của nó sẽ dài 7 mét các bác nhé. Nếu anh em cần dài hơn thì mình sẽ nối dài ra bằng dây điện bình thường cũng được. Trong combo bên em gửi cho khách thì sẽ gồm hai sản phẩm, hai thiết bị các bác nhé. Đầu tiên đó là chính là cái tấm pin này. Đây là tấm pin mặt trời công suất 440W kết nối trực tiếp với một chiếc bơm tạo oxy là sử dụng được các bác. Bộ sản phẩm này có giá là 3.800.000 các bác nhé. Đầy đủ bộ rồi và anh em chỉ lắp đặt và sử dụng thôi. Với việc sử dụng năng lượng mặt trời thì các bác thấy có một cái ưu điểm rất lớn, đó là không tốn điện và không cần dây điện rườm rà, đặc biệt là rất là an toàn các bác nhé. Nhất là anh em thả dưới nước thì các bác biết đấy, dùng điện 220 đôi khi bị hở điện nên rất là nguy hiểm. Bơm chạy rất là khỏe các bác nhé. Bên em đang test khoảng 3 giờ chiều rồi, nắng bây giờ nó rất là nhẹ, nắng 3 giờ chiều các bác nhé, rất là nhiều mây này. Trời hiện tại thì đang rất nhiều mây và nắng rất là nhẹ. Nhưng mà không phải bên em test hiệu suất mà bên em chỉ làm một cái video để hướng dẫn khách hàng cách lắp đặt thôi. Và nhân tiện thì cũng lên video để anh em đang có nhu cầu có thể tham khảo cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm có giá 3.800.000, bao gồm một tấm pin mặt trời công suất 440W và một chiếc bơm tạo oxy. Các bác cứ kết nối trực tiếp là sử dụng được các bác nhé. Anh em có thể nối dây dài ra khoảng 20 mét trở lại. Tấm pin này nếu về anh em sẽ lắp cố định lên. Em sẽ dựng cái tấm pin lên các bác nhé. Khi mà dựng cái tấm pin lên thì bề mặt của nó sẽ tiếp xúc được rất ít ánh nắng, cũng giống như là lúc mà thời tiết nó nắng nhẹ đấy các bác. Khi mà nắng nhẹ thì tấm pin nó tạo ra ít điện, bơm nó sẽ chạy yếu hơn. Còn khi mà nắng mạnh ấy, thì bơm nó sẽ khỏe hơn. Để trả lời luôn anh em là khi mà nắng nhẹ thì bơm có chạy được không các bác nhé. Đấy, bơm vẫn chạy bình thường. Đấy, nắng khỏe thì nó chạy khỏe, nắng yếu thì nó chạy yếu các bác nhé. Đây là một chiếc bơm công suất 370W các bạn. Đấy. Và một tấm pin công suất 440W. Hiện tại thì bơm nó chưa chạy hết công suất của nó đâu các bác nhé. Tại vì bây giờ em đang test là 3 giờ chiều rồi và nắng rất là nhẹ. Mấy ngày hôm nay thời tiết miền Bắc thì rất là nhiều mây, luôn luôn trong trạng thái là mưa dông đó. Nó hửng nắng một chút thì em bỏ ra em test, hướng dẫn khách hàng cách lắp đặt thôi. Thì lắp đặt cái bộ sản phẩm này thì nó khá là dễ. Trên tấm pin ấy thì là nó sẽ có hai dây điện ra, một dây là cực âm và một dây là cực dương. Đấy, trên bơm cũng vậy, trên bơm thì nó sẽ có hai cái đầu dây, nó ký hiệu là cực âm dương. Đây các bác nhìn đây, úp hẳn xuống là bơm vẫn chạy qua nhé. Gần như là úp hẳn xuống đây. Nắng nó chiếu vào rất là ít. Nhưng mà bơm vẫn chạy được. Khi mà em ngả ra, đây em sẽ ngả ra. Bề mặt tấm pin nó tiếp xúc được nhiều ánh nắng hơn thì nó sẽ chạy khỏe hơn. Để anh em dễ hình dung nhé.
bơm lấy nguồn điện 100% từ tấm pin các bác nhé. Nó lấy hoàn toàn điện mặt trời luôn. Đấy, cứ có nắng mạnh thì bơm nó chạy khỏe, nắng yếu thì chạy yếu. Còn khi nào hết nắng thì nó sẽ tự ngừng hoạt động. Đấy, rất là tiện cho anh em. Đây, đây nó chính là dây điện này. Ở mặt sau của tấm pin thì nó sẽ có hai dây điện ra. Anh em cứ kết nối trực tiếp với dây điện của bơm thôi. Các bác chỉ cần lưu ý là lắp đúng cực âm cực dương thôi nhé. Tại vì điện áp đầu vào của bơm nó là điện áp DC. Đây ạ, dây điện này ạ. Đấy, bơm lấy điện hoàn toàn từ tấm pin mặt trời. Cái tấm pin mặt trời này ngoài chạy với bơm ra thì anh em còn có thể sử dụng với rất nhiều thiết bị khác các bác nhé. Đấy. Thời tiết hôm nay thì nắng rất là nhẹ này. Rất là nhiều mây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trời rất nắng nhẹ nhé. Nắng nhẹ có nghĩa là bơm nó chưa chạy hết hiệu suất các bác ạ. Với cái bơm 370W thì nó chạy như này nó khá là đảm bảo rồi các bác. Đảm bảo với công suất của nó rồi. Đấy thì anh em so sánh thì mình sẽ so sánh cùng công suất các bác nhé. Chứ anh em không nên so sánh với những cái bơm tạo oxy mà công suất 2-3kW thì rất là khó. Một chiếc bơm tạo oxy của điện 220 thì với cái công suất 1.5kW thì nó khỏe hơn cái bơm này cũng không nhiều lắm đâu các bạn. Thì nếu các bác đã có sẵn những tấm pin mặt trời công suất 450W trở lên ý, thì các bác có thể mua riêng lẻ cái bơm này để tiết kiệm thêm chi phí. Thì dưới đây là toàn bộ các chi tiết của cái mẫu bơm các bác nhé. Đấy, đầu tiên là thân bơm này. Thân bơm này vỏ nó bằng inox các bạn nên rất là bền. Nó không khác gì một chiếc bơm tạo oxy của điện 220 đâu các bác nhé. Nó cũng linh kiện của nó cũng vậy thôi. Đầu tiên là cái thân máy bơm. Thân máy bơm này nó sử dụng động cơ không chổi than các bác nhé, nên rất là bền bỉ và cũng tương đối tiết kiệm điện các bác. Thân bơm này, máy khá là to. Động cơ dây đồng 100% các bác nhé. Rất là bền, vỏ inox. Đấy, đây là thông số kỹ thuật đấy các bác. Nó sử dụng điện áp tiêu chuẩn 24V, còn giải điện áp đầu vào của bơm là từ 20 cho tới 33V các bác nhé. Đấy, anh em vẫn có thể sử dụng những cái tấm pin mặt trời điện áp khoảng 40V chạy bình thường. Tại vì khi mà truyền tải điện đi xa, dây điện đi xa thì nó cũng đã bị hao phí đi một phần rồi. Điện nên là điện áp cao hơn thì càng tốt các bạn. Nó không ảnh hưởng gì đến động cơ đâu. Đấy, còn đây là một cái tạo tia nước để tạo oxy này. Và một cái ống này. Cái ống này thì anh em có thể ghép cái ống bơm vào để sử dụng nó như một chiếc bơm bình thường đấy các bạn. Thế nhưng mà với cái ống to như này thì nó sẽ không thể đẩy xa đẩy cao được các bác nhé. Nếu anh em cần đẩy xa đẩy cao thì là anh em sẽ dùng cái ống đầu thu nhỏ hơn. Đây, còn đây là cái quan trọng nhất này, để tạo tia nước. Cái phao này thì nó có cái chức năng là nó giữ cho cái bơm nó. Đấy, cái bơm này nó không bị chìm thôi. Đấy, em sẽ đo kích thước thực tế các bác nhé. Đấy. Đấy, chiều dài của bơm. Đấy, của nó là sẽ là 45,5 các bạn, chiều dài của bơm đấy ạ. 45,5. Còn chiều rộng ấy thì là sẽ là 15,5 các bác nhé. Chiều rộng là 15,5. Đấy, các bác có thể mua riêng bơm có với giá là 1.8 các bác nhé. Riêng chiếc bơm này giá của nó là 1.8 này, còn nếu anh em mua đầy đủ bộ của nó sẽ là 3.8. Bên em bao phí vận chuyển các bác nhé. 3.8 là đã gồm phí vận chuyển. Với cái giá 3.8 thì sẽ gồm một chiếc bơm này và một tấm pin mặt trời 440W để anh em chạy trực tiếp. Còn nếu anh em có pin mặt trời rồi thì thôi, mình chỉ cần mua riêng bơm thôi. Hoặc là anh em có thể là mua riêng tấm pin. Đấy, riêng tấm pin thì giá của nó là 2.050.000 các bác nhé, cả phí ship. Tại vì tấm pin này nó khá là cồng kềnh và rất là nặng các bạn, nên là cái phí vận chuyển và phí đóng gói rất là cao các bác nhé. Còn nếu anh em mua trực tiếp tại cửa hàng thì giá nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều, tại vì không mất chi phí vận chuyển và đóng gói.